ai đi trước nào? Bạn đi cuối. Bảy. Mười. Bốn. Được của tôi. Mười. Bạn đã mua lại một ô. Được của tôi. Bạn đã xây một biểu tượng thành phố. Mười. Ô của bạn đã bị mua lại rồi. Bạn đã xây một biểu tượng thành phố. Sáu rồi. Bảy. Mười một. Sáu. Sáu. Chín. Của tôi. Chín. Bạn đã xây một biểu tượng thành phố. Bảy. Mười một. Bảy.